Cam Thơ xin thân ái kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong buổi trưa trời cũng mát mát hôm nay. Xin kính chào, xin cảm ơn. Các cô chú anh chị có khỏe không ạ? À? Có nóng không ạ? À? Đâu có nóng đâu đúng không? Mát nóng thì trời. Sao? Nóng thì sao? Nóng thì... sao tôi cũng biết nóng không? Thì xỏa đúng không? Lên đây tám với tôi chút xíu đi hả? Vâng, thưa quý vị, nói thêm với quý vị đây là một tin mừng, mừng không những cho Teletron mà mừng cho Cam Thơ luôn, bởi vì ngày hôm nay theo như các bạn được biết á, là Teletron sẽ tổ chức rất nhiều chương trình văn nghệ ở khắp mọi nơi. Vì quý vị biết là Teletron có 16 chi nhánh trải dài đến khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, cho nên á, hầu như là mỗi tháng đều có những chương trình văn nghệ để mà phục vụ khách hàng và có những chương trình đặc biệt. Và Cam Thơ là một trong những ca sĩ sẽ xuất hiện thường xuyên trong những chương trình của Teletron. Sao chúc mừng biết? Cam... tôi nghe đồn đúng không? Sao vỗ tay quý vị. Sở dĩ Khánh Hoàng biết luôn tại sao luôn á, sở dĩ Cam Thơ được cái vinh hạnh đó cộng tác với Teletron là bởi vì Cam Thơ có một lượng follow, lượng view trên YouTube rất là đông. Một lời nói, một lời giới thiệu của Cam Thơ trên YouTube thôi thì đồng bọn trên toàn thế giới sẽ đến đây xem Cam Thơ hát. Không biết ngày hôm nay có ai là đồng bọn Cam Thơ giơ tay cho Cam Thơ vui được không ạ? Đồng bọn của em đâu rồi? Quá trời luôn hết chưa? Đồng bọn của em đâu rồi? Sung sướng gì mà? Hú lên cho em nghe thử đi. Nhắc cái này á, làm Khánh Hoàng nhớ tới mấy năm trước đúng không? Mấy năm trước quý vị, Cam Thơ đâu phải là làm YouTuber đâu. Cam Thơ là nữ hoàng livestream. Đi đâu tiệc nào cũng cầm máy chỉ cho nên hả? Chỉ vô. Dạ, cái có người à. Có người xúi đó, mọi người xúi đó. Trời ơi, chỉ vậy cho người ta coi chi vậy? Làm trên channel YouTube riêng của mình đi. Và kể từ đó, trong đầu Cam Thơ nung nấu ý chí làm YouTube. Lúc đầu cũng khó khăn không? Cam Thơ có thể chia sẻ cho mọi người là cái bước đầu khi mà mình chuyển từ livestream qua YouTube nó khó khăn như thế nào Cam Thơ? Nói chung là cũng không khó lắm, tại vì nó sẵn rồi. À dạ. Mình sẵn rồi cho nên là không có khó, tại vì có một lượng fan từ bên Facebook qua YouTube ủng hộ cho nên cũng không có gì là khó khăn, nhưng mà từ khó thì nó thành dễ, cũng không có gì. Nói chung là mình thấy khó là khó mà mình thấy dễ là dễ. À. Cho nên là đối với Cam Thơ là cũng rất là dễ chứ không có gì khó. À. Nói tới sáng luôn ha. À, dễ, khó ha. Dạ dạ. Khó khó nhưng mà dễ đúng không? Nhưng mà dễ thì sự dễ tiếng dễ lắm, nhưng mà khó rất là khó quý vị. Dạ. Đơn giản nha. Nhưng mà có gì biết đi không? Này nó chơi tại vì cái bạn với Cam Thơ thân lắm cho nên này nói chắc chắn. Thân ai đấy lo. Chắc chắn là Cam Thơ không có giận đâu ha. Và các bạn được nghe đồn đó quý vị, kể từ ngày Cam Thơ có YouTube đó, dạ Cam Thơ càng ngày càng khùng mọi người. Trời ơi, khùng trước đó. Nghe không? Nói không? Khùng trước rồi. Không bằng chứng đâu. Người cười ơi. Thôi bây giờ xin mời Cam Thơ. Sao vậy? Không. À, biết tẩn và anh Nghĩa dùng từ nhẹ hơn tẩn thôi. Anh Nghĩa anh còn du di cho em. Cảm ơn anh nha. Dạ, và ngày hôm nay là rất cần sự khùng của Cam Thơ đó. Mời Cam Thơ trình diễn ha. Ủa, khùng gì làm gì đây? Thì làm sao cho mọi người vui lên được rồi. Nhiệm vụ của tôi lên đây là hát mà, chứ đâu có khùng được. Hát là một chuyện nhưng mà làm sao cho khán giả vui. Bởi vì khán giả ngồi ngày hôm nay là ngày lễ, đúng không? July 4, khán giả đến đây xem mình hát. Cho nên làm sao cho khán giả vui, khán giả cảm thấy là quý giá cái thời gian mình bỏ ra. Làm sao cho khán giả vui. Nhưng mà ở đây nó nắng quá à mừng. Trời ơi, nãy biết bao nhiêu ca sĩ làm cho khán giả là sung rồi. Bây giờ Cam Thơ mà làm. Tại vì biết sao, bình thường hát mấy tiểu bang kia là tôi ở dưới tôi hát không à. Ừ. Mà tôi là chúa sợ nắng mà giờ đứng ở đây mà hát chắc ngồi thằng ngôn cũng sợ nắng không, vô trong bạc ngồi luôn. Hồi nãy Khánh Hoàng thật sự mà ngồi xuống cái view rất là đẹp. Vừa mát nè, vừa thoáng nè, mình vừa nhìn ca sĩ hát, âm thanh cũng vừa đủ nữa. Đó, cho nên dạ, mời Cam Thơ xuống dưới. Quý vị muốn Cam Thơ xuống dưới quậy không quý vị? Dạ, chứ bắt tay đi đó. Khán giả này dễ thương lắm. Bây giờ các cô chú, các anh chị muốn em hát nhạc gì vậy? Dạ. Giật giật, giật giật. Giật giật hả? Giật cỡ nào? Dạ giật sao mà rớt hết luôn á. Giật cơ. Tôi coi. Nhật phật cỡ đó mới mang tiền. Nhật cỡ nào giờ? Nhật cỡ đó mới đủ khổ. Nó có gì đâu rớt.
không có thấy cái gì cho người tôi có gì đó rớt bông tai nè, rớt dây chuyền nè, tôi đâu có đeo dây chuyền đâu, bông tai chứ đó, bông tai nè, hay là nhiều khi tóc giả rớt. Ừ đúng rồi đó, cái đó cũng có lý á đó. Nhưng mà ai nói suy nghĩ sâu xa chứ không dám giật rớt lâm đâu, thôi giật sơ sơ thôi á. Bây giờ ông hát với tôi không, là tôi hát mình giờ câm thơ quậy trước đi rồi hát chung thì mình hên xui nha. Dạ rồi bây giờ em anh Nghĩa muốn em hát gì anh Nghĩa? Tham ba tham ba rồi thôi kệ anh Nghĩa muốn đánh gì hát đấy à. Tiêu anh Nghĩa, anh ngồi đó còn khen hay quá nữa, anh tự khen anh đánh đàn hay đúng không? Hay quá anh Nghĩa ơi, hú hú cho em cái nữa em sướng. Em có cái tật kỳ lắm, hát xong rồi thì thắng giả hú cái còn sướng gấp mấy lần là em hát nữa, cho nên là cho em sướng một cái. Sao nhỏ vậy? Nhỏ. Sướng quá vậy, hát tiếp. Anh Nghĩa yêu cầu bài hát của chồng, hát bài của chồng. Xin mời các anh cô chú các anh chị và các bạn thưởng thức một bài hát của chồng, đó là nhạc sĩ Lê Quang. Bài hát được mang tên rất là quen thuộc luôn, Chuyện Thường Tình Thế Thôi. Xin cảm ơn. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lăn rơi, tình yêu đó xa rồi, ta chia tay. Chuyện thương tình thế thôi. Xin cảm ơn. Chuyện thương tình thế thôi.
cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bóng phôi phai màu. Mình em bước đi trong mưa chiều, nhớ anh. Hàng cây vắng tay tiễn đưa em về kỷ niệm. Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi, mây trôi thẫn thờ. Nhìn đời đời dài chỉ riêng em thôi, người ơi em mới có ai. Hãy subscribe.
có lời đi. Ta yêu nhau chuyện thư tình thế thôi. Giờ hát nữa, hát gì ta? Hát êm hay là hát giật tiếp? Ủa sao khoái giật dữ vậy trời? Giật ngồi có một chỗ đâu biết mệt. Cái kêu tôi giật miết luôn à. Anh Quốc bảo anh live stream nãy giờ đó. Anh để đó em đâu có biết. Tự nhiên quay qua thấy anh chỉnh chỉnh mấy gì đó. À thì ra anh live stream. Cho nên em phải chào khán giả live stream của ảnh. Chứ không thôi khán giả anh buồn nhìn thấy bên này không à, không thấy mặt em đâu hết. Rồi bây giờ em nếu mà muốn giật thì em hát giật tiếp. Hiện tình đang vỡ đi ha. Rồi bây giờ là bài hát nhạc Hoa lời Việt. Cũng rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên Chuyện tình tan vỡ. Nhưng mà chắc em không xuống nữa đâu. Em đứng trên đây em hát nha. Em xuống nó chật quá. Không có đi hết. Bắt tay được. Chân ơi đêm
ơn rất là nhiều. Và xin mời anh Quốc Bảo, anh đứng sẵn rồi. Kính thưa quý vị, đây là một trong người ca sĩ mà tôi nghĩ rằng đó là trải qua biết bao nhiêu năm sinh hứa, càng ngày cứ gần được yêu thương, càng chuyên nghiệp và xứng đáng một tràng pháo thật lớn trong phần trình diễn vừa qua. Cam Thơ. Cảm ơn anh Quốc Bảo. Hồi nãy em nghe anh giới thiệu em, em tính lên cảm ơn anh. Mà em lên cái em thấy khán giả tự nhiên quên mất tiêu. Cái em nói em bụng để em lát nữa hát xong em cảm ơn anh sao. Anh cảm ơn, cảm ơn anh đã giới thiệu lăng xê em quá trời. Đỡ ông Khánh Hoàng, ông không có lăng xê em.